rất là đơn giản, nhẹ nhàng bằng bộ sản phẩm Skin Up. Bộ sản phẩm Skin Up là một bộ sản phẩm của Hàn Quốc mà thương hiệu đã rất là lâu năm rồi đúng không nào? Rất là nhiều bạn, rất là nhiều chị em tin dùng cái bộ sản phẩm Skin Up. Và Hiền là một cái người đặc biệt yêu thích các cái sản phẩm make up và dưỡng của Skin Up. Bởi vì làm sao ạ? Các sản phẩm Skin Up không những là vừa dưỡng, vừa make up mà nó còn dưỡng từ sâu bên trong. Nó vừa make up vừa dưỡng từ sâu bên trong và có thành phần chống nắng rất là cao, nên là vừa bảo vệ da, vừa dưỡng da mà vừa làm đẹp cho da. Thì đó là cái điểm mà Hiền đặc biệt yêu thích ở cái bộ sản phẩm.